Tại sao lại biến mất? Tại sao lại biến mất à? Con khốn nạn! Con khốn nạn! Biến mất! Này này! Sao lại biến đi hả? Làm cái gì đây? Này! Này bỏ ra! Bỏ ra! Chịu tâm ơi! Có người muốn giết tôi! Bỏ ra! Sao lại biến đi? Cứu tôi ơi! Sao lại biến đi? Đang biến thái! Mày biến à? Tại sao lại biến mất? Đúng là cái thằng điên. Bực cả mình. Cái gì này? Này chị kia, chị định trộm hoa nhà chùa phải không? Tôi tìm đồ bị mất. Chị đánh mất cái gì? Mất cái gì phải khai báo với nhà ông à? Tôi không cần biết chị đánh mất cái gì, nhưng chị đã xâm phạm vào đất nhà chùa, làm hư hại cảnh quan nhà chùa. Mời chị lên chùa. Tôi không lên đấy, tôi chưa tìm được. Tôi còn muốn thuê người sới tung cái ao lên đây này. Chị quá quát vừa thôi. Thằng đi thằng lại, xuống nôi lên. Nào, nào, mấy cái thằng này. Bỏ tao ra. Bỏ ra. Này, này, tôi biết giày của tao. Thằng mất giày này.